Mình nhé, giới thiệu anh em cái nhông cam của con Đông Ben 870 đến 1 tấn. Đây có 40 răng. Có hai loại nha các bạn nhé. Một loại là 20 răng, một loại 40 răng nhé. Đây là 40 răng, để tí mình lấy thước mình đo tổng số nhé. Đây nhé. Cái đường kính của cái này là 2.3 nhé. Còn cái đường kính của cái này là 12 nhé. Đấy, 12. Đấy, anh em cần gì thì Zalo giúp mình nhé. Rồi, xin chào anh em.